chớ trên ai qua ngõ hồn trai. Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Trung Kiên Audio lên sóng giới thiệu đến các bác và quý vị anh chị em mấy cái củ loa của hãng JVC, củ loa toàn giải. Đấy, anh em mua về làm loa lời anh em nhá. Anh em mua về để bày quán lên nội thất của nó, em tháo ra cho các bác xem. Đấy. Thế còn đầy đủ của nó sẽ có một cái đầy cổ của nó là sẽ có hộp đầy đủ các bác nhá. Có thùng đầy đủ luôn. Đấy. Tất cả củ loa của JVC 6 ohm. Công suất thì con này không thấy ghi. 5 củ loa toàn giải. Đây. Đấy các bác nhá. Rất là xịn sò luôn. Đây, hộp nó nếu đầy đủ hộp đây. Anh em nhá, đầy đủ hộp đây. Cái này em tháo ra rồi bác khách bác cái chốt cũng bác lại đổi bác không lấy nữa thì em lại chưa lắp lại. Đây hộp đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. Cái này anh em mua về thì anh em mà gắn vào lên tường, gắn vào các góc phòng. Đấy, nếu lấy cả 5 loa thì em giảm giá luôn. Đấy. Em tháo ra nếu các bác lấy em tháo ra em lắp lại hộp cho bác nhá. Có ốc lắp đầy đủ đây. Đấy. Làm các loa lời thì quá là ok nhá. Các cái quán cà phê mua về thì âm thanh nó dàn trải nó cả một cái căn phòng lớn nên các bác đang ở góc phòng. Thì tuyệt vời luôn. Đấy, kết hợp với một con súp thì quá đẳng cấp. Loa của nó là loa toàn giải, dân vải, màng giấy. Bát của con này nó rơi khoảng độ bát để em đo nhé. Để em đo cho bác xem. Bát của nó là để em đo hết cái vài người cùng của cái này của nó là 7,2. 7,5. Của nó là 7,5 các bác nhé. 7,5. Đấy. Đấy, các bác mua về làm loa lời quá tuyệt vời. Em bán là 200.000 một củ ấy nhá. 200.000 một củ. Đấy. Bán từ 2 củ trở lên. Đấy, một củ em không bán đâu, một củ là thì không bán đâu. Bán từ 2 củ trở lên. 500.000. Và nếu mà các bác mua một củ thì chắc chắn là em phải mua đắt hơn rồi. Đấy, còn mua 2 củ là cứ 2 củ trở lên là 200.000 một củ. Còn nếu mua cả 5 củ luôn cho em thì em tính là 180 một củ thôi. Đấy, nếu mua cả 5 củ thì tính 180 một củ. Rồi. Đấy, các bác lấy cả em bao ship cho các bác luôn. Đấy, các bác lấy lẻ thì các bác hỗ trợ em khoảng 20.000 tiền ship thôi. Đấy. Còn các bác lấy cả em bao ship luôn. Rồi, bác nào chốt thì nhắn vào Zalo của em là 0975 575262 các bác nhá. Rồi, xin chào các bạn anh em, email còn rất nhiều các mẫu khác. Loa dàn mini, dàn chung, vân vân. Nhiều lắm. Đấy, loa đài rất nhiều. Bác có nhu cầu thì cứ nhắn tin vào Zalo cho em hoặc vào kênh của em để tham khảo nhé.